Bản tin tiếp theo cũng liên quan về đại dịch cho biết là số ca COVID ở Hoa Kỳ đứng hàng thứ tư trên thế giới sau Ý, Trung Quốc và Tây Ban Nha. Đến tối 22 tây tháng 3 thì trên toàn thế giới có trên 311.700 người bị nhiễm bệnh viêm phổi COVID-19, trong đó có 13.195 người tử vong. Nước Ý là tâm dịch thứ hai sau thành phố Vũ Hán của Trung Quốc với số lượng 53.578 người bị nhiễm bệnh, 4.285 người đã tử vong. Hoa Kỳ là tâm dịch thứ tư với hơn 32.000 người bị nhiễm bệnh và hơn 400 người tử vong. Toàn bộ 50 tiểu bang của Hoa Kỳ đều ghi nhận trường hợp nhiễm bệnh do virus corona gây ra. Tuy nhiên, số ca tử vong tại Hoa Kỳ thấp hơn nhiều so với Trung Quốc, Ý hoặc là Tây Ban Nha. Trong vài tuần gần đây, tình trạng lây lan của đại dịch COVID-19 tiếp tục phát triển mạnh ở Hoa Kỳ với ít nhất 414 trường hợp tử vong. Và trong số này, thì New York và Washington là hai tiểu bang có số người thiệt mạng lớn nhất và là lần lượt là 94 và 76 người. Các con số này cho thấy có sự tăng vọt so với những ngày đầu tuần qua, với số trường hợp nhiễm bệnh lên gấp đôi kể từ ngày thứ Năm, khi đó thì chỉ mới báo cáo có 13.000 trường hợp. Sự gia tăng này có thể là do việc mở rộng chương trình xét nghiệm virus corona ở Hoa Kỳ đã được Tổng thống Donald Trump loan báo vào hôm thứ Tư. Lúc đó thì viên chức y tế cũng đưa ra khuyến cáo rằng việc mở rộng chương trình xét nghiệm sẽ cho thấy có thêm nhiều trường hợp bị nhiễm lây lan trên toàn quốc. Bác sĩ Osiris Banbord, Giám đốc Sở Y tế thành phố New York, nói rằng mỗi ngày có hơn 10 người tử vong vì virus corona tại thành phố này có thể sẽ trở thành một điều bình thường chỉ trong một thời gian ngắn. Theo tin từ CNN, tại buổi họp báo vào hôm Chủ nhật, thì Tổng thống Donald Trump cho biết thông qua cơ quan quản lý khẩn cấp liên bang, gọi tắt là FEMA, thì chính phủ liên bang sẽ chi trả 100% chi phí điều động vệ binh quốc gia tới New York, Washington và California để thực hiện nhiệm vụ nhằm ngăn chặn virus corona. Trong khi thì các thống đốc của các tiểu bang vẫn nắm quyền chỉ huy.